Miệng núi Lửa Mô Tô là một môi trường vừa đẹp vừa lạ. Nó chứa một loạt các môi trường sống và nguồn cung cấp nước kéo dài hàng năm. Điều này đảm bảo rằng nó luôn tràn đầy sức sống, ngay cả ở đỉnh điểm của mùa khô. Nhưng phước lành này có thể nhanh chóng trở thành một lời nguyền. Bản chất khép kín của nó đã gây ra hành vi không thể nhìn thấy ở bất kỳ đâu bên ngoài vách núi của nó. Đây là miệng núi Lửa Ngô-Dô-Ngô-Dô, một thiên đường bị nguyền rủa. Bốn mươi triệu năm trước, quá trình giãn tách bắt đầu. Khi lớp vỏ trái đất dọc theo đồng bằng phía đông của châu Phi bắt đầu mỏng đi, một đường đất vệ lớn hình thành. Khi lục địa bị chia cắt, đất ở hai bên đều sụp đổ và dung nham đẩy lên từ trong lòng đất. Để lại một vùng trũng rộng lớn gồm các cao nguyên và núi lửa. Chính là thung lũng giãn tách lớn. Hai phẩy năm triệu năm trước, một trong những ngọn núi lửa này đã phun trào. Núi Lửa Ngô-Dô-Ngô-Dô có kích thước tương đương với Kilimanjaro. Dung nham bị mắc kẹt từ bên trong chân núi, không có chỗ nào để di chuyển, và toàn bộ ngọn núi đã nổ tung, tạo thành cái được gọi là miệng núi lửa. Trong nhiều năm, nó vẫn hoang vắng và không có người ở. Nhưng khi đám cháy lắng xuống và các sườn núi nguội đi, thảm thực vật bắt đầu xâm chiếm các sườn dốc, phát triển mạnh nhờ các loại đất giàu độ ẩm. Động vật ăn cỏ đi theo hệ thực vật qua vành đai và xuống miệng núi lửa. Ngay sau đó, các loài ăn thịt cũng theo sau. Không có động lực để rời đi, nên các loài động vật đã ở lại đây kể từ đó. Kết quả là có một ốc đảo động vật hoang dã, được gọi là miệng núi Lửa Ngô-Dô-Ngô-Dô. Có diện tích hơn 320 km², miệng núi Lửa Ngô-Dô-Ngô-Dô ở Tanzania là miệng núi lửa nguyên vẹn lớn nhất trên trái đất. Ngày nay, có 25.000 động vật lớn sinh sống ở đây. Trong số này là nơi tập trung động vật ăn thịt nhiều nhất trên hành tinh. Một số loài với lâu đời nhất thế giới. Lửa
những loài ăn cỏ lớn nhất và những loài chim lôi cuốn nhất. Và mong muốn ở lại của chúng có liên quan chặt chẽ đến cách tạo hình bất thường của vùng đất này. Miệng núi lửa Ngorongoro có một loạt các môi trường sống trong một đấu trường hợp nhất. Từ đồng bằng đến đầm lầy nước ngọt, hồ nước ngọt, từ cây và đất ngập nước. Trong mùa khô của Tanzania, cảng cỏ của miệng núi lửa trở nên héo úa và hoang tàn. Mỗi cư dân phải di cư trong các vách của miệng núi lửa để tiếp cận nguồn nước của mình. Các vùng đất ngập nước ở trung tâm Ngorongoro cung cấp rất nhiều trong cả năm. Bị cám dỗ ở bên trong vì nguồn cung cấp nước vĩnh viễn của nó, các cư dân hiếm khi bước ra ngoài vách núi kiên cố. Điều này đã gây ra hành vi không được thấy ở bất kỳ loài động vật nào khác trên hành tinh. Bị giam cầm bởi bản năng tự nhiên của chúng, nhưng chúng vẫn ở chỗ này ngay cả khi điều đó gây bất lợi cho chính chúng. Để lại một câu hỏi rằng, liệu đó là thiên đường hay nhà tù? Từ Tử là thợ săn nổi tiếng của chàng cò châu Phi. Chúng là những kẻ săn mồi theo bầy hiệu quả cao, có thể săn những con mồi lớn do kích thước và sức mạnh của chúng. Nhưng những con sư tử trong miệng núi lửa thì khác. Tính đàn thống trị, không muốn chia sẻ món quà của Ngorongoro, đã xua đuổi tất cả những con sư tử di cư cố gắng xâm nhập. Vì điều này, miệng núi lửa đã gây ra cái được gọi là tắc nghẽn di truyền hay hạn chế nguồn gen. Tất cả sư tử ở miệng núi lửa đều là con cháu của một quần thể biệt lập duy nhất. Nhiều thế hệ giao phối đã khiến những con sư tử này dễ mắc bệnh hơn. Do tính chất hợp nhất của miệng núi lửa, bản năng sinh tồn tự nhiên của chúng đã gây tổn hại lớn nhất cho chúng. Nhiều năm nắm giữ chiến lợi phẩm của Ngorongoro đã phải gánh chịu hậu quả của nó. Và điều này đã gây ra một sự đảo ngược khác trong các thứ bậc thông thường của thế giới động vật. Đây là nơi duy nhất trên hành tinh mà sư tử không phải là vua của chàng cò.
Ngorongoro, sư tử kiếm tới 80% thức ăn của chúng từ những bầy linh cẩu thống trị. Miệng núi lửa là nơi sinh sống của 400 con linh cẩu đốm. Ở đây chúng vô song về kích thước, sức mạnh và hiệu quả săn mồi. Linh cẩu ở miệng núi lửa không bị giao phối với nhau như sư tử. Con đực bị đuổi khỏi nhóm nơi đã sinh ra của chúng bởi những con cái thống trị. Điều này buộc chúng phải sinh sản ở nơi khác. Những con linh cẩu lang thang trên vùng đồng bằng khô cằn của miệng núi lửa như những kẻ thống trị bất ngờ của một miền phi chính thống. Ngay cả ở cao điểm của mùa khô, miệng núi lửa Ngorongoro vẫn có rất nhiều cư dân. Và mong muốn ở lại của chúng có liên quan mật thiết đến lịch sử của vùng đất. Trong quá trình hình thành thung lũng giãn tách lớn, đã xuất hiện một loạt các cảnh quan. Vì mặt đất bị phá vỡ, một loạt các môi trường và loài mới đã được sinh ra. Miệng núi lửa là sản phẩm của dòng kiến tạo này, và nó đã thừa hưởng một số đặc điểm thú vị vì điều này. Khi những đám mây quét qua đỉnh của khu rừng vành đai trên núi, hơi ẩm liên tục được xả qua hệ thống. Do đó, nó tạo ra khí hậu riêng của mình, tách biệt với các khu vực xung quanh. Ngay cả trong mùa khô khi mọi thứ khác bắt đầu khô héo, thì các khu rừng trong miệng núi lửa vẫn phát triển mạnh mẽ. Cây xanh rậm rạp này là kết quả của địa hình độc đáo của vành đai. Đây là một thiên đường trong rừng, không bị cản trở bởi sự thay đổi của các mùa. Hàng năm, bên ngoài các vách của miệng núi lửa, hàng chục nghìn loài động vật di cư qua sông Serengeti để trốn khỏi mùa khô của Tanzania. Nhưng các động vật trong miệng núi lửa vẫn ở nguyên vị trí của chúng. Chúng đi vòng quanh đáy miệng núi lửa mỗi ngày trong các cuộc di cư nội vùng để tìm kiếm đồng cỏ và nước. Mặc dù các khu rừng trong mây trên vành đai duy trì độ ẩm quanh năm, nhưng trong thời kỳ hạn hán, một ít trong số này nhỏ giọt xuống chảng cỏ trên tầng miệng núi lửa. Và phần lớn động vật sống ở đây bị giam cầm để chịu đựng môi trường sống khan hiếm này. Đinh dương đầu bò bị hạn chế ăn trên quần xã ở chảng cỏ của miệng núi lửa Ngorongoro. Móng rậu và đôi môi linh hoạt của chúng là những cách thích nghi phù hợp với việc kiếm ăn nhanh chóng với số lượng lớn.
Chúng ăn loại cỏ mà có thích ứng tốt với việc chăn thả, dẫm đạp và chất thải. Chúng không thể gặp cỏ trên vành đai vì quá mỏng manh để đối phó với thói quen ăn uống khuyên náo của linh dương đầu bò. Điều này giữ cho linh dương đầu bò trên cao nguyên khô ở bên dưới. Khi mưa nhỏ, những loại cỏ dễ nông này nhanh chóng ngừng phát triển. Tính chất hạn chế của miệng núi lửa đồng nghĩa là vùng đồng bằng trở thành vùng đất hoang đông đúc với ít độ ẩm. Nhưng linh dương đầu bò cần uống hàng ngày. Vì vậy, chúng bị giới hạn ở đồng cỏ cách mặt nước không quá 15 km. Hàng ngày chúng phải di cư đến các vùng đất ngập nước. Nhưng chúng không phải là những kẻ duy nhất vướng vào vòng lặp luẩn quẩn này. Ngozo cũng là nơi sinh sống của 4.000 con ngựa vằn. Hai nhóm động vật liên tục kiếm ăn khi chúng di chuyển qua tầng miệng núi lửa mỗi ngày đến vùng đất ngập nước để tìm kiếm nước. Ở đó, linh dương đầu bò thích trồi cỏ mới gần mặt đất hơn, còn ngựa và lại thích những thân cây thô hơn, cao hơn. Ngựa vằn được biết đến là loài tiên phong ăn cỏ, di chuyển trên một mảnh đất trước tiên và cắt nó xuống kích thước mà các loài khác, bao gồm linh dương đầu bò, ưa thích. Di chuyển trong các đàn hỗn hợp lớn hơn làm giảm nguy cơ bị tấn công của một cá thể bằng cách tạo thêm sự phân tâm cho những kẻ săn mồi. Điều này làm cho việc di chuyển với số lượng lớn là có lợi, đặc biệt là trong miệng núi lửa. Đối với những kẻ ăn xác thối, mùa khô là thời điểm có cơ hội. Mỗi sự sống được lấy đi trong miệng núi lửa là một cơ hội để kiếm ăn. Chó rừng màu vàng rình rập trên đồng cỏ, ăn bất cứ thứ gì có thể.
thích nghi hơn với lối sống khô cằn hơn bất kỳ loài chó rừng nào khác. Chúng thành công nhờ khả năng sống trên bất kỳ thứ gì, từ trái cây và quả mọng cho đến loài gặm nhấm và xác động vật. Chúng sẽ ăn bất cứ thứ gì có thể kiếm được với ít nỗ lực nhất. Đây là điều tối quan trọng ở Ngorongoro, nơi chúng có nhiều sự cạnh tranh từ một số kẻ thù đáng gờm. Ở Ngorongoro, linh cẩu có quyền thống trị tất cả. Các bầy linh cẩu tồn tại theo thứ bậc nghiêm ngặt. Thứ hạng xã hội là yếu tố cơ bản cho sự thành công của các chuyến đi săn có sự phối hợp chặt chẽ của chúng. Và sức mạnh là nguyên tắc làm nền tảng cho toàn bộ hệ thống. Các con cái được xếp hạng theo số trận mà chúng đã thắng. Trong thế giới của chúng, kẻ đáng sợ nhất là kẻ đứng đầu. Sự hung dữ của chúng khiến chúng trở thành những thợ săn đáng gờm. Những chiến binh giỏi nhất được ưu tiên chọn xác. Và chúng có tính lãnh thổ cao. Chúng lang thang trên vùng đất bất thường này như những vị hoàng đế đặc biệt, vô song về cả sức mạnh và hiệu quả săn mồi. Đối với những kẻ ăn xác thối, mùa khô là thời điểm có nhiều lợi lộc. Đại bàng Tammy là những tên cướp biển nổi tiếng của chàng cò, thường dọa giết kẻ khác để tự thưởng thức. Khi lực tinh tường và tốc độ bay nhanh đảm bảo rằng chúng nhanh chóng tiếp quản khi miệng núi lửa có động vật. When the crater claims an animal. The flat, đặc điểm bằng phẳng, rộng mở của đáy miệng núi lửa tạo điều kiện lý tưởng cho khả năng nhìn hoàn hảo của những kẻ ăn xác thối khác. Đền kênh bay lên trên tầng nhiệt để tìm xác chết. Nhưng địa thế của miệng núi lửa cũng phù hợp với các loài chim khác. Và không phải tất cả chúng đều thích bay lên bầu trời để tìm kiếm thức ăn. Chim chân dài phát triển mạnh trong đồng cỏ cằn cỗi của miệng núi lửa. Và điều này là do cấu trúc của cơ thể chúng. Chim chân dài thích di chuyển xung quanh trên đôi chân dài mạnh mẽ của chúng hơn là bay. Chúng có thể di chuyển hơn 30 km một ngày để tìm kiếm thức ăn. Không giống như hầu hết các loài chim săn mồi, phương pháp hạ gục ưa thích của chúng không phải bằng mỏ, mà là bằng chân. Sử dụng những kích tông mạnh mẽ này để dập những con mồi nhỏ hơn, chúng là những kẻ săn mồi rất hiệu quả. Ở vùng đồng bằng hoang vắng của Ngorongoro là địa điểm săn mồi lý tưởng.
Địa hình của mặt đất cũng rất quan trọng đối với loài chim lớn nhất của miệng núi lửa. Tò không thể bay, nên là điều dựa vào tốc độ của mình để trốn tránh những kẻ săn mồi như sư tử và linh cầu. Khi cần, chúng có thể chạy nước suốt hơn 60 km/h. Nhưng khi không có nguy hiểm xung quanh, thì chúng làm việc khác. Điệu nhảy này là một lời mời giao phối. Chúng thường giao phối trước mùa mưa. Điều này là để con non của chúng sẽ được sinh ra vào mùa mưa nhiều. Và chúng không phải là loài chim duy nhất ở miệng núi lửa tham gia nghi lễ này. Những con sếu có mào cũng háo hức chờ đợi những cơn mưa. Những con chim thanh lịch này cần đầm lầy lâu dài để làm tổ. Nhưng một lần nữa, cỏ khô lại là lý do khiến chúng bị kéo ra khỏi môi trường đất ngập nước của chúng. Tầng miệng núi lửa là nơi săn mồi chính của chúng. Chúng là loài ăn tạp, ăn bất cứ thứ gì, từ côn trùng và than lằn, đến hoa và hạt. Những đồng cỏ khô ngắn này cho phép chúng sử dụng các chân dài của mình để len lỏi khắp chảng cỏ để tìm kiếm những con mồi nhỏ hơn. Giống như mọi loài khác trong miệng núi lửa, chúng cần phải di cư hàng ngày, từ bãi kiếm ăn của chảng cỏ khô đến đầm lầy tươi tốt để tìm kiếm nước. Việc nuôi nấng con non trong những điều kiện này không phải là một công việc dễ dàng. Trâu là thành viên lớn nhất trong gia đình của chúng, và chúng cần rất nhiều nước để duy trì số lượng lớn. Nhưng chúng cũng chỉ có thể kiếm ăn trên cỏ khô của tầng miệng núi lửa. Nghe chỉ nặng dưới 45 kg khi mới sinh, và phần lớn không có khả năng tự vệ cho đến khi chúng trưởng thành. Chúng hoàn toàn phụ thuộc vào kiến thức của mẹ chúng để tồn tại trong thời gian dài hạn hán. Và chúng cũng phải di chuyển giữa chảng cỏ của miệng núi lửa và đầm lầy của nó mỗi ngày. Nước là động lực cho các động vật ở Ngô Dô tiếp tục cư trú. Có những khu vực khác gần đó hỗ trợ sự sống quanh năm, nhưng hầu hết các vùng nước của chúng đều không thể tiếp cận được. Các hồ nước ở thung lũng giãn tách là sản phẩm của các lực địa chất hung hãn, và một số vẫn giữ được những đặc điểm khác biệt vì điều này. Trước khi giãn tách, không có hồ nước nào ở châu Phi. Nhưng khi trái đất định hình lại một cách dữ dội, thì nước bắt đầu lắng xuống. Khi các hồ ở thung lũng giãn tách lớn hình thành, phần lớn mặt đất bị bao phủ bởi dung nham và tro bụi. Khi nước được lọc qua mặt đất, hóa chất núi lửa được đưa vào các hồ, tạo ra một thế giới thủy sinh thù địch. Ona trông nằm ở chân núi Ondonyolegai, cách hơn 90 km về phía bắc của Ngô Dô. Nước ăn da của nó đủ mạnh để ăn mòn tay chân của con người. Lượng mưa chỉ đạt khoảng 38 cm mỗi năm. Phần lớn trong số đó là mưa ảo,
Nước bốc hơi trước khi chạm vào mặt hồ. Do đó, nước của hồ không đến từ trên trời, mà là từ dưới mặt đất. Phần nhỏ tiếp xúc với nước núi lửa vẫn tồn tại. Nhưng một sinh vật đơn bào chỉ có thể nhìn thấy khi được phóng đại lên 1000 lần, phát triển mạnh ở đây. Tảo xoắn dạng màng phát triển mạnh trong nước giàu carbonat, dưới nhiệt độ cao và nhiều ánh sáng mặt trời. Chúng là nguồn thức ăn cho một trong những loài chim lâu đời nhất hành tinh. Mỏ có thể điều chỉnh đặc biệt của chim hồng hạc cho phép nó lướt sát phía trên mặt nước ăn mòn và thu hoạch tảo xoắn. Bờ cong của mỏ cho phép lượng nước lớn được hút qua những sợi lông mịn bên trong. Để lọc ra thức ăn, những vùng nước này đôi khi có thể vượt quá 48 độ C. Chân cứng, không có lông của chim hồng hạc là một trong số ít những thứ có thể chịu được nước ăn mòn. Điều này cho phép chúng lội tới những bãi bùn ngay ở giữa. Và những bãi bùn này không được chào đón hơn những vùng nước xung quanh. Với nhiệt độ cao và gió mạnh, hầu như không có thảm thực vật nào tồn tại. Và việc di chuyển trên địa hình bùn dày là không thể đối với hầu hết các loài động vật có vú. Các bãi bùn cũng tạo ra vườn ươm khắc nghiệt nhất hành tinh. Sử dụng nước núi lửa của hồ Na trong làm hào, chống lại tất cả những kẻ săn mồi trên cạn, những con hồng hạc đã biến vùng đất cằn cỗi ở giữa thành địa điểm sinh sản lý tưởng. Đây là nơi sinh sản của hồng hạc lớn nhất trên thế giới. Bản chất bất thường và khắc nghiệt của vùng đất đã trao cho chúng quyền kiếm ăn và sinh sản độc quyền. Nhưng chúng không phải là những sinh vật duy nhất đã thích nghi để chống chọi với nước ở núi lửa. Đây là loài cá rô phi kiềm. Những con cá này sống ở rìa của các đầu vào của suối nước nóng, nơi nhiệt độ của nước lên tới 37 độ C. Chúng đã tiến hóa để chịu được nhiệt độ cao và độ kiềm đậm đặc. Những nơi duy nhất trên thế giới mà chúng xuất hiện là các hồ nước ngọt ở thung lũng giãn tách lớn. Cảnh quan khắc nghiệt và kiên cường. Nhưng theo thời gian, cuộc sống đã phải thích nghi để tồn tại. Thoát khỏi sự thù địch của núi lửa và địa lý bất thường, các loài động vật sống ở đây đã học cách đối phó với cảnh quan khắc nghiệt. Và đổi lại, chúng được cung cấp một nơi trú ẩn. Vì rất ít động vật có thể sống sót ở đây,
nên cư dân của các hồ nước ngọt ở thung lũng giãn tách có khu bảo tồn của riêng chúng, được tạo ra từ dung nham và tro tàn. Sự hình thành bất thường của các cao nguyên ở miệng núi lửa đảm bảo rằng Ngorongoro có nước quanh năm. Bên ngoài miệng núi lửa Aipakai gần đó vẫn đầy đặn và tươi tốt. Bất kể những thay đổi xung quanh của khí hậu, nước di chuyển từ lưu vực này vào Ngorongoro, nuôi dưỡng các vùng đất ngập nước quanh năm. Và điều này cho phép động vật sống ở đây, bất kể lượng mưa ít đến đâu. Mỗi ngày, cư dân phải di chuyển qua chảng cỏ của miệng núi lửa để tiếp cận nguồn cung cấp nước lâu dài của nó. Điều này tập hợp toàn bộ dân số của miệng núi lửa lại với nhau. Mặc dù tất cả chúng đều có các yêu cầu về thức ăn khác nhau, nhưng mọi con vật đều cần được uống nước. Chúng tản ra các phía khác nhau của tầng miệng núi lửa. Nhưng khi đến lúc xuống nước, toàn bộ động vật hoang dã trong công viên đều dồn về phía đầm lầy. Miệng núi lửa Ngorongoro là khu bảo tồn cho số tê giác đen cuối cùng còn sót lại của Tanzania. Ngay cả khi mùa khô là khắc nghiệt nhất, thì chúng vẫn được cung cấp nước. Chúng thường khó nắm bắt và ẩn mình trong rừng. Nhưng chúng được lôi ra để tham gia cùng những cư dân còn lại trong việc tìm kiếm nguồn dinh dưỡng. Phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel, vùng đất ngập nước là nguồn sống của miệng núi lửa Ngorongoro. Nó gắn kết tất cả cư dân của công viên này lại với nhau. Đó là lý do duy nhất giúp chúng có thể chịu đựng được mức độ khắc nghiệt của mùa khô. Vùng nước Ngorongoro hỗ trợ tất cả các giai đoạn của sự sống, từ động vật trẻ nhất đến loài lâu đời nhất. Đó là nơi trú ẩn của những con voi già sống lang thang bên trong miệng núi lửa, vì sự an toàn và tách biệt mà nó mang lại. Gà của voi tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời của chúng. Vào thời điểm một con voi đực được 60 tuổi, gà của nó có thể đạt trọng lượng tổng hợp là hơn 110 kg. Do đó, voi ở Ngorongoro được trời phú cho chiếc gà có kích thước mà ít khi được nhìn thấy bên ngoài các vách của miệng núi lửa. Đối với loài chim nước, đất ngập nước là môi trường sống cố định. Những con bồ nông trắng to lớn sống trong nước suốt cả ngày. Vào buổi sáng, chúng sẽ săn cá. Và trong thời gian còn lại trong ngày, chúng sẽ tắm rửa và ăn thịt.
Kỹ thuật bắt mồi của chúng cho thấy chúng phụ thuộc vào vùng nước ấm và nông. Chúng cùng với các loài chim khác cùng săn mồi. Vỏ mỏ vàng có hình thù kỳ dị, thích nghi hoàn hảo để bắt cá ở các sông cạn. Khi cá bị mắc kẹt trong những vũng nước nông hơn, vỏ dùng chân để khuấy nước bùn trước khi dùng mỏ sắc nhọn đâm cá. Chúng cũng có một cách hấp dẫn để làm mát bản thân dưới cái nóng ban ngày. Trong khi đứng xung quanh rìa lông, chúng sẽ tự đi tiểu để làm mát chân. Khi nước tiểu kết tinh, lớp màu trắng này đóng vai trò như một màn hình phản chiếu ánh nắng mặt trời. Đối với chúng, nước là nguồn cung cấp thức ăn và chất dinh dưỡng thường xuyên. Và các vùng đất ngập nước của miệng núi lửa là nơi sinh tồn cố định cho một cư dân khác lớn hơn nhiều. Để hà mã có thể sống thoải mái, chúng cần nguồn nước đủ sâu để chúng ngập hoàn toàn. Và chúng cũng cần ở gần đồng cỏ. Những hồ nước này cung cấp cho chúng môi trường lý tưởng. Thiên đường nước này là trái tim đang đập của công viên. Nó hỗ trợ và cung cấp cho tất cả các cư dân của nó quanh năm. Và nếu không có nguồn dinh dưỡng đáng tin cậy, thì cuộc sống trong miệng núi lửa sẽ không thể tồn tại lâu dài. Sự sụt giảm tuyệt đối gần 580 mét của các vách miệng núi lửa đã chia cắt cảnh quan này với các khu vực xung quanh theo nhiều cách. Đó có những kẻ săn mồi trên đỉnh của riêng mình, khí hậu riêng biệt và vô số môi trường sống không thể thấy ở bên ngoài. Nhưng những gì bên ngoài nó là ốc đảo động vật hoang dã, có thể chỉ là một cái gì đó gần hơn với một nhà tù tự nhiên. Ngay cả ở đỉnh điểm của hạn hán, hầu hết các loài động vật vẫn ở lại và chịu đựng sự khắc nghiệt của đất đai. Đây là nơi sinh tồn cố định của động vật ăn cỏ. Cho dù đồng cỏ có trở nên nghèo nàn và quá đông đúc đến đâu, hay có bao nhiêu kẻ săn mồi đi lang thang trong chốn khép kín này, bị cám dỗ bởi nguồn cung cấp nước kéo dài hàng năm, động vật ăn cỏ dồi dào và số lượng lớn con mồi. Các cư dân đã bị thu hút bởi các vách của miệng núi lửa từ hàng nghìn năm trước, và nhiều con cháu của chúng đã không bao giờ rời đi. Bị trói buộc bởi những hứa hẹn của nơi này, bản năng sinh tồn của chúng khiến chúng bị ràng buộc với ngô đông ngô đô, ngay cả khi điều này có hại cho chúng.
Cuộc sống tồn tại ở đây tuân theo các quy tắc riêng của nó, được tạo ra bởi sự khắc nghiệt của môi trường núi lửa. Ngorongoro vừa là một nơi sống rộng rãi, vừa là một cái bẫy nguy hiểm. Và mỗi cư dân của nó phải điều hướng trong ranh giới này trong việc tìm kiếm nước hàng ngày. Kết quả là có một vương quốc động vật không giống bất cứ nơi đâu.